Xin chào tất cả các bạn đã quay lại kênh Anh Audio. Ở tập trước, sau khi tiến vào Tử Hải Tuyền Nhãn bị đại trận vây khốn, không những thế lại còn thấy ba người Minh Đao nhận từng trần là chủ, lại còn bốc phép từng trần là người khống chế tủ Hải Tuyền Nhãn, là chủ tể của vùng đất vứt bỏ, thì tên nhất trọng đỉnh phong siêu thoát dưới chứng minh viên mộ tướng không nhịn được trào phúng nói: "Chỉ dựa vào hắn, đồ không biết sống chết, cũng không xoay mặt vào nước tiểu xem, sao có thể xứng để bổn tọa thần phục? Thôi vậy, để bổn tọa nhìn xem, ngươi là thứ đồ chơi gì, ở đây giả vờ giả vịt." Âm thanh siêu thoát đỉnh phong kia rơi xuống, hắn liền khoát tay, trên đỉnh đầu trong nháy mắt xuất hiện một cây diệt hồn phiên đen kịch diệt hồn phiên kia trong nháy mắt quét về phía tầng trần trong chốc lát vô số tiếng quỷ khóc thần tru vang vọng đất trời trong diệt hồn phiên vô số oan hồn phun trào giống như sóng thần ập tới bầu trời nơi này vốn là vô cùng tối tăm diệt hồn phiên này vừa ra trong thiên địa càng trở nên hôn mê giống như có vô số lệ quỷ đang tru lên trước mặt bao người diệt hồn phiên trong nháy mắt đi tới đỉnh đầu tầng trần vô số âm hồn bay lượn trong nháy mắt bao phủ hư không vô tận quanh thân tầng trần hiển nhiên là muốn trực tiếp hút từng trần vào cách đó không xa minh viên bộ tướng từ sau khi tiến vào không có mở miệng lúc này con ngươi hơi co rụp lại chăm chú nhìn từng trần hiển nhiên là muốn nhìn một chút từng trần hóa giải công kích của thủ hạ hắn như thế nào. mà nhìn thấy tên nhất trọng đỉnh phong siêu thoát này ra tay ba người minh đao trong lòng lập tức cả kinh bọn họ đã sớm lĩnh giáo thực lực người này người này mặc dù đều là nhất trọng đỉnh phong siêu thoát giống bọn họ nhưng luận thực lực so với bọn họ còn đáng sợ hơn một chút. tuyệt đối đã sắp tới cảnh giới nhị trọng vạn tượng thần tướng cảnh cho nên trong nháy mắt người này xuất thủ trên thân ba người minh đao đồng thời dâng lên khí tức khủng bố hiển nhiên là muốn đồng loạt xuất thủ ngăn cản người này công kích. chỉ là không đợi ba người minh đao động thủ một bóng đen trong nháy mắt liền xuất hiện trước mặt bọn họ đều đừng động thủ thật nhiều oán hồn a hh bản tổ thật sự là rất thích rồi đại bổ đây đều là đại bổ phẩm a bóng đen này nhìn vô số oán hồn điên cuồng tu lên trên đỉnh đầu phát ra tiếng cười to hưng phấn không gì sánh được chính là vạn cốt minh tổ chỉ thấy hắn mở cái miệng khổng lồ ra bỗng nhiên hút một cái một cổ thôn vệ chi lực kinh người sinh ra ở trước người hắn tạo thành một vòng xoáy đen kịch oán hồn khí đánh tới kia giống như thiêu thân lao đồ vào lửa trong nháy mắt bị vạn cốt minh tổ há miệng tạo thành vòng xoáy đen kịch nhanh chóng hấp thu nhất trọng đỉnh phong siêu thoát thế thế sắc mặt lập tức đại biến hắn hừ lạnh một tiếng điên cuồng thôi động diệt hồn phiên muốn trực tiếp làm cho vạn cốt minh tổ nổ tung ra nhưng mà để cho hắn biến sắc chính là mặc cho hắn thúc giục diệt hồn phiên như thế nào cái miệng rộng của vạn cốt minh tổ giống như vực sâu không thấy đấy mặc kệ đến bao nhiêu oan hồn khí đều cắn nuốt không còn một mảnh một cái cũng không còn cái kia nhất trọng đỉnh phong siêu thoát cảm giác được khí tức diệt hồn phiên của mình càng ngày càng yếu trong lòng lập tức chính là kinh hãi vội vàng muốn rút về diệt hồn phiên nhưng vạn cốt minh tổ lúc này làm sao lại cho hắn cơ hội rút về trong nháy mắt cảm giác được đối phương muốn thu hồi diệt hồn phiên vạn cốt minh tổ trực tiếp nhào tới sau đó há to miệng rạc rạc một tiếng liền cắn lên trên diệt hồn phiên kia đem diệt hồn phiên kia trực tiếp cắn xé xuống một góc mà tên nhất trọng đỉnh phong siêu thoát thế thế trong lòng lập tức kinh hãi đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy có người cắn hỏng diệt hồn phiên của mình diệt hồn phiên của hắn chính là bảo vật cấp siêu thoát cho dù là một tôn nhị trọng siêu thoát cũng không thể dễ dàng phá vỡ đồ lâu trước mắt này đến tột cùng là thứ quỷ quái gì hắn đau lòng đồng thời trong nháy mắt lại tế ra một thanh trường kiếm đen kịch trường kiếm đen kịch này hóa thành từng đạo kiếm ảnh đen kịch mông lung chém tới phía vạn cốt minh tổ nhưng đối mặt với những kiếm ảnh này phát trảm vạn cốt minh tổ lại không để ý chút nào tiếp tục cắn về phía diệt hồn phiên kia chỉ thấy vài miếng liền bị cắn trúng diệt hồn phiên không còn một mảnh toàn bộ bị vạn cốt minh tổ nuốt vào mà nhìn thấy diệt hồn phiên của mình bị vạn cốt minh tổ trực tiếp cắn nuốt không còn một mảnh tên nhất trọng siêu thoát đỉnh phong kia đau đớn không thôi cả người kinh sợ vạn phần cũng bất chấp tất cả thôi động bản nguyên bản thân đến cực hạn kiếm ảnh vô tận như hóa thành gió lạnh trong ngày đông trong nháy mắt đã phát trảm lên người vạn cốt minh tổ tức khắc một tiếng kèn vang lên sau đó tên nhất trọng đỉnh phong siêu thoát này liền thấy được một màn làm cho hắn khó có thể tin chỉ thấy vạn cốt minh tổ đột nhiên quay đầu lại cắn một cái trường kiếm đen kịch kia biến thành kiếm ảnh đầy trời đã bị cắn nuốt không còn một mảnh bị vạn cốt minh tổ cắn vào trong miệng rạc rạc một tiếng trường kiếm đen kịch này lập tức bị vạn cốt minh tổ cắn đứt một miếng vạn cốt minh tổ mấy ngụm nuốt lấy lợi kiếm màu đen lắc đầu rất bất mãn nói tiểu tử ngươi còn có bảo bối gì khác không đều lấy ra vừa vặn bản tổ ta còn chưa ăn no mà nhìn thấy bộ dáng lúc này của vạn cốt minh tổ bé gái bên cạnh lập tức bật cười khanh khách cường giả đỉnh phong kia lại không cười nổi nửa điểm sắc mặt trắng bệch giống như gặp quỷ không khỏi lui về sau mấy bước mấy ngụm liền đem chí bảo của hắn nuốt vào trong bụng và hỏa trước mắt này rốt cuộc là thứ gì sao vậy ngươi không có bảo bối gì sao thực sự là tên nghèo kiết xác hai kiện bảo vật như vậy còn không bằng răng của bản tổ mấy người các ngươi nữa có bảo bối gì đều lấy ra đi vạn cốt minh tổ lại thẳng nhiên nói với những siêu thoát cường giả khác ở xung quanh những siêu thoát khác biến sắc cũng đều nhao nhau lui về sau một bước một đám người vội vàng nhao nhao quay đầu nhìn về phía minh viêm minh viêm hừ lạnh một tiếng chậm rãi đi lên phía trước hiếp mắt nói mấy vị xem ra trước đó bản tọa có cảm giác không sai trong tử hải tuyền nhãn này quả thật có chút cổ quái nói đi mấy vị có lai lịch gì đến từ cấm khu nào Chưa vị thủ về ở đây có lẽ không phải là vì muốn gặp mặt bổn tọa chứ từng trần nghe vậy thì khẽ mỉm cười nói đương nhiên không phải thực không dám giấu giếm bản thiếu ở đây là muốn cho các hạ một cơ hội cải tà quy chính nghe vậy mình vì mộ tướng mỉm cười các hạ nói như vậy ý tứ là mộ địa tử thần là u ám cấm khu mà các hạ đang ở là quang minh buồn cười tại nơi vứt bỏ này chính là bất tử sơn những địa phương này cũng không dám nói tử thần mộ địa của ta là u ám các hạ lại dám đảo ngược lại đúng là khẩu khí lớn thật minh vì mộ tướng cười lạnh một tiếng được rồi nếu các hạ không muốn nói ra mình đến từ cấm khu nào vậy cũng không sao chờ bản tọa bắt được các hạ tự nhiên sẽ biết được dứt lời minh vì mộ tướng không tiếp tục nói nhảm lập tức bước ra một bước dù sao giao lưu tiếp cũng sẽ không có kết quả gì không bằng trực tiếp động thủ trong phút chốc trước mặt mộ phần minh viêm xuất hiện một tấm gương được ngưng tụ từ ngọn lửa tấm gương lửa này vừa xuất hiện trong hư không liền phun trào ra vô số ngọn lửa đen kịch những ngọn lửa này vừa xuất hiện hư không bốn phía đúng là trực tiếp bị thổi bay lửa thiêu bắt đầu vặn vẹo nhiệt độ trong toàn bộ không gian bỗng nhiên tăng lên mọi người nhao nhao lui sang bên cạnh trần thiếu để ta tới vạn cốt minh tổ thấy vậy con ngươi nhìn tấm gương lửa kia vội vàng muốn tiến lên nhưng tần trần lại thẳng nhiên nói người này giao cho ta ngươi lui ra đi tần trần nói xong tiện tay đưa tiểu nữ hài đến góc sau lưng kiếm trĩ thần bí trong tay bỗng nhiên xuất hiện nhanh như chớp bổ ra ngoài sau khi kiếm dị xét thần bí bổ ra trong nháy mắt tần trần đã tìm được nhược điểm của hỏa minh kính lập tức trong lòng tần trần lộ ra một tia khinh thường mình vì một tướng này thật đúng là gan lớn vậy mà dám ở trước mặt mình chơi lửa một lát sau ngọn lửa âm lãnh của hỏa minh kính bắt đầu biến ảo thành từng vòng từng vòng gợn sóng màu đen những gợn sóng kia từ trên hỏa minh kính khuếch tán ra hoàn toàn cuốn về phía từng tầng. thế nhưng đúng lúc này trong kiếm trĩ thần bí đột nhiên phun trào ra một cổ sát ý kinh khủng đạo sát ý này kinh thế không gì sánh được tại minh viên mộ tướng đem hỏa minh kính phủ xuống dưới khí thế khủng bố chẳng những không mất đi chút nào ngược lại khí thế càng ngày càng mạnh âm một tiếng khi kiếm quang đen kịch kia va chạm với hắc quang hỏa minh kính gợn sóng màu đen hỏa minh kính phát ra vậy mà bị kiếm quang sát ý màu đen trực tiếp xé rách sau đó tiêu tán bốn phía vừa rồi hỏa minh kính còn kinh khủng không gì sánh được trong nháy mắt đã bị kiếm khí của từng trần đánh tiêu tán lộ ra một mặt kính hỏa diễm màu đen cực lớn lơ lửng trên không trung minh vì bộ tướng thấy từng trần một kiếm đã phá tan hắc quan hỏa minh kính của hắn thì trong lòng kinh hãi không thôi không đợi hắn có động tác gì thì kiếm khí của từng trần đã bổ tới kiếm ý rậm rạp chằng chịt trong nháy mắt bao phủ hắn minh vì bộ tướng không ngờ từng trần dưới hỏa minh kính lại không tổn thương chút lông tóc nào còn dám thừa cơ phản công lập tức càng thêm phẫn nộ hỏa minh kính lần nữa tế ra hắc quan lần này so với vừa rồi mạnh hơn không chỉ gấp đôi từng trần thấy thế thì trong lòng cười lạnh một tiếng nếu như đổi là mình vừa mới vào nhất trọng siêu thoát dưới hắc quan khủng bố như hỏa minh kính hắn chỉ sợ cũng chỉ có thể lui về sau nhưng hiện tại tần trần đã bước một chân vào cảnh giới nhị trọng siêu thoát lúc này hắn không có nửa phần giác ngộ muốn lui lại ngược lại tiến lên một bước sát lục kiếm ý còn chưa kết thúc kiếm khí kinh khủng kia lại lần nữa tăng vọt lên gợn sóng màu đen của hỏa minh kính càng ngày càng thịnh khí tức âm lãnh cũng càng ngày càng mạnh cổ lực lượng hỏa diễm đen kịch này thậm chí có thể trực tiếp thiêu đốt thần hồn người ta nhưng kiếm quan của tần trần bổ ra càng ngày càng nhiều cũng càng ngày càng dày đặc cuối cùng kiếm quan đen kịch vô cùng vô tận kia đã tạo thành một cái khốn trận ngăn trở hắc quan hỏa minh kính đồng thời không ngừng co rút lại liền thấy hỏa minh kính phát ra tiếng vỡ tan sóng ánh sáng màu đen do nó tỏa ra vậy mà đang không ngừng bị nghiền nát tuyệt đối không thể tiếp tục như vậy nữa nếu cứ tiếp tục như vậy một khi mình lâm vào trong công kích tầng tầng của đối phương sẽ rất phiền toái nghĩ tới đây minh viên bộ tướng trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng phía sau hắn một thân ảnh hỏa diễm đen kịch trong nháy mắt tách ra thân ảnh hỏa diễm này vô cùng nguy nga giống như một vị hỏa diễm quân vương đen kịch hai con ngươi băng lãnh nhìn chằm chằm vào từng trong nháy mắt thân ảnh hỏa diễm này xuất hiện khí tức minh vi mộ tướng trong nháy mắt lại lần nữa tăng vọt lên bóng người đen kịt này chính là vạn tượng thần tướng của minh vi mộ tướng trong nháy mắt khi vạn tượng thần tướng này xuất hiện khí tức trên hỏa minh kính kia lại một lần nữa điên cuồng quét qua có thể nhìn thấy từng gợn sóng màu đen như là mặt nước rung động nhộn nhạo ra bốn phía muốn đem vô số kiếm khí công kích trực tiếp trấn vỡ nhưng ngay lúc minh vi mộ tướng vừa thi triển ra vạn tượng thần tướng lực của mình lại đột nhiên phát hiện thời gian bốn phía mình đột nhiên đình trệ một cái không đợi hắn âm thầm kêu không tốt đã phát hiện vừa rồi còn đang liều mạng cung kích hắc quan của mình kiếm khí đột nhiên nứt ra bốn phía minh viên bộ tướng cảm giác được tốc độ thời gian trôi qua bốn phía không đúng trong lòng lập tức giật mình liền biết từng trần còn khống chế thời gian đại đạo trong lòng hắn kinh hãi đồng thời điên cuồng khuấy động minh hỏa đại đạo trên người mình đem lực lượng thời gian bốn phía đánh vỡ ra nhưng khi hắn vừa mới khu trừ công kích của từng trần liền nhìn thấy kiếm khí màu đen vừa rồi ở bốn phía lại lần nữa vây lại giống như có linh tính cấp độ rõ ràng mà minh viên bộ tướng đột nhiên phát hiện những kiếm khí màu đen này lần nữa vây quanh đã tạo thành một cái trận pháp cấm chế kinh người mà trên hắc kiếm phong cách cổ xưa trong tay đối phương còn có kiếm quang màu đen cùng cuộn không ngừng bổ sung cùng chữa trị trận pháp cấm chế trước mắt từng đạo sát ý vô hình giống như dây thừng trói buộc đến không ngừng quấn quanh minh viên mộ tướng càng ngày càng chặt hơn nữa không chỉ có từng trần thi triển ra sát lục kiếm ý thậm chí ngay cả bốn phía tử hải tuyền nhãn này cũng không ngừng quấn chặt sát ý trong nước biển tử hải cũng bị kích phát trong nháy mắt không tự chủ được dung nhập vào trong trận pháp cấm chế của từng trần trong chốc lát vô số công kích sát ý này chẳng những bao phủ lại minh viên mộ tướng còn bao phủ cả vạn tượng thần tướng mà minh viên mộ tướng vừa mới kích phát ra minh vi tướng kinh hải trong lòng lúc này hắn có cảm giác một khi mình bị những cấm chế sát ý này vây khốn vậy mình thật xong rồi hiểu được điểm này mình vì mộ tướng lúc này hét dài một tiếng thân hình hỏa diễm nguyên nga sau lưng hắn vậy mà hóa thành vô số ánh lửa lưu quang trong khoảnh khắc đã tới trước mặt từng trần cái này hiển nhiên là trực tiếp đem vạn tượng thần tướng của mình phân liệt ra dùng công kích cùng mảnh muốn đánh lui từng trần trong thời gian ngắn ngủi liền nhìn thấy vô số ngọn lửa đen kịt ẩn chứa khí tức vạn tượng hóa thành vô số bóng người hư vô những bóng người hư ảo này vừa xuất hiện lập tức tạo thành một sát thế mênh mông trực tiếp hóa phạm vi vạn dặm bốn phía thành quốc gia hỏa diễm tử vong Tần Trần thấy vậy thì cười lạnh một tiếng, hắn đã sớm dự liệu được Minh viên Mộ Tướng sẽ có hậu thủ, cho nên tại lúc Minh viên Mộ Tướng đem vạn tượng thần tướng của bản thân trực tiếp phân liệt ra, thì Từng Trần trực tiếp thi triển ra vạn tượng chi lực của mình. Giữa thiên địa, trong khoảnh khắc xuất hiện một bóng người đen kịt, bóng người đen kịt này vô cùng mông lung, căn bản không thấy rõ khuôn mặt, nhưng lại tản ra khí tức trấn áp vạn cổ. Nó giống như một vị thần vương soi sáng cổ kim, diễn biến ngàn vạn biến hóa, lại giống như là một vị thần chết từ trong địa ngục đi ra, muốn chấp chưởng sinh tử của vạn vật trên thế gian. Đây chính là vạn tượng thần tướng chi lực của Tần Trần bất quá tần trần còn chưa triệt để bước vào cảnh giới siêu thoát cho nên vạn tượng thần tướng chi lực của hắn chỉ là một hình thái ban đầu nhưng chính một hình dáng ban đầu này vừa xuất hiện lập tức toàn bộ thiên địa đều bị bao phủ trong một cổ chết chóc kinh khủng khi vạn tượng thần tướng lực của tần trần xuất hiện hư ảnh vạn tượng chi lực do minh viên bộ tướng biến hóa ra giống như nhìn thấy thứ gì đó khiến nó sợ hãi vậy mà toát ra một cảm xúc sợ hãi vạn tượng thần tướng chỉ là quy tắc lực lượng diễn hóa hẳn là không có cảm xúc nhưng khi vạn tượng thần tướng lực của tần trần thi triển ra minh viên bộ biến thành minh hỏa hư ảnh thần tướng vậy mà trở nên sợ hãi sự sợ hãi này làm cho hỏa diễm quốc gia chập chờn không thôi tự như muốn tùy thời sụp đổ từng trần khoát tay hư ảnh sau lưng hắn cũng theo đó đưa tay ra trong hư không trực tiếp xuất hiện hơn 10 đạo lôi hồ đen kịch hơn 10 đạo lôi hồ đen kịt như thiểm điện rơi xuống những đạo lôi hồ đen kịch này mỗi cái đều vô cùng thô to giống như từng cây trụ kình thiên mỗi một cây đều như một ngọn núi thậm chí còn lớn hơn cả ngọn núi đây chính là tài quyết thần lôi mà từng trần dùng lực lượng quy tắc minh giới diễn hóa ra từng tia chớp đen kịt đánh xuống chỉ nghe tiếng nổ vang ầm ầm không ngừng vang vọng vô số phân thân vạn tượng của minh viên mộ tướng dưới lôi đình lập tức vỡ tan như bong bóng xà phòng đồng thời hắn hình thành nên minh hỏa lĩnh vực cũng phát ra âm thanh ken két không ngừng bắt đầu tan rã minh viên mộ tướng lập tức sợ tới mức hồn phi phách tán hắn biết một khi minh hỏa lĩnh vực tiêu tán lại thêm vạn tượng chi lực mai một vậy hắn triệt để xong rồi hắn ở trước mặt tần trần sẽ không có bất kỳ lực chống cự nào hắn chỉ có thể không ngừng thôi động hỏa minh kính ý đồ ngăn cản công kích của tần trần nhưng căn bản không ngăn cản được lập tức minh viên mộ tướng phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết nhưng tần trần cũng không vội vã hạ sát thủ chỉ cười lạnh nói các hạ đường đường là một trong tứ đại mộ tướng của thần mộ chẳng lẽ chỉ có chút năng lực này chật chật thật khiến bản thiếu thất vọng mình vì mộ tướng nghe vậy thì tức giận đến sắp học máu phẫn nộ quá, tiểu tử ngươi đừng vội kiêu ngạo đắc tội tử thần mộ ta ngươi sẽ không có kết cục tốt tần trần cười nói ồ thật sao bản thiếu cũng rất muốn biết sau này bản thiếu sẽ có kết quả không tốt gì ngược lại nếu ngươi không có thủ đoạn gì sợ là hiện tại sẽ chết lời nói vừa dứt từng trần đột nhiên bổ ra một kiếm một đạo sắc ý không gian thật dài từ trên thanh kiếm trị xét thần bí của từng tầng nở rộ ra mang theo kiếm quan xé rách không gian vạch ra ngoài một luồng kiếm quan của từng tầng chém ra giống như một đóa hoa tuyệt mỹ nở rộ vẻ đẹp này làm cho tất cả mọi người đều đắm chìm trong loại sắc ý này những cường giả siêu thoát ở xung quanh chỉ chú ý tới vẻ đẹp rực rỡ đó khi thanh kiếm dị xét thần bí mang theo cảm giác một ngạt không gian truyền tới bọn họ mới run rẩy đây không phải là đóa hoa xinh đẹp đây là kiếm quan là kiếm quan diệt thế đừng nói là bọn họ cho dù là minh viên mộ tướng cũng bị đạo kiếm quan rực rỡ vô tận này hấp dẫn trong ánh mắt toát ra một tia mê ly nhưng dù sao kinh nghiệm chiến đấu của hắn phong phú trong chốc lát liền hồi phục lại tinh thần mà trong nháy mắt hắn phục hồi tinh thần lại liền thấy đạo kiếm quan này của từng Tần đã đi tới trước mặt hắn trong đó ẩn chứa sát cơ khủng bố càng làm lông tóc toàn thân đều dựng thẳng lên hắn lập tức sợ tới mức hồn phi phách tán giờ phút này hắn rốt cuộc bất chấp mọi thứ lúc này chính là một nguồn tinh huyết bị thiêu đốt đồng thời bản nguyên trong cơ thể bốc cháy lên lập tức tế ra một tấm thuẫn đen kịch trong nháy mắt trắng trước người mình mà trong nháy mắt tấm thuẫn màu đen này xuất hiện công kích của từng trần dĩ nhiên bổ vào trên tấm thuẫn màu đen kia chỉ nghe một tiếng keng vang lên sau đó là tiếng vỡ vụn răng rắc kiếm quan ẩn chứa vô tận sát ý không gian hung hăng bổ vào trên tấm thuẫn màu đen kia tấm thuẫn màu đen dưới đạo kiếm quang màu đen này vỡ vụn ra như một khối đậu đồ hũ đồng thời sát ý tản ra bốn phía kiếm quang màu đen kia đánh nát tấm thuẫn trong nháy mắt bổ vào đỉnh đầu minh viên mộ tướng một đạo huyết quang sáng lạnh tỏa ra mắt thấy minh viên mộ tướng sắp chết dưới đạo kiếm quang này trong lúc bất chợt trong người minh viên mô tướng dũng động ra một đạo khí tức kinh khủng không gì sánh được lúc minh viên mộ tướng sắp vẫn lạc một bóng người kinh khủng từ trong thân thể minh viên mộ tướng nháy mắt tràn ngập ra hàng lâm vào thế giới này là ai dám động thủ với người của tử thần mỗi chúng ta một đạo thanh âm lạnh như băng vang vọng đất trời một đạo thân ảnh mặt trường bào giống như tử thần hư ảnh nguy nga trong nháy mắt liền xuất hiện ở mảnh thiên địa trống trải này ánh mắt băng lạnh rơi vào trên người từng trần khi ánh mắt này rơi vào trên người từng trần lập tức từng trần cảm giác được hô hấp cứng lại một loại áp bách cường đại đến từ sâu trong linh hồn hung hăng đè lên tâm linh của hắn bao phủ tất cả hư không bốn phía một vùng hư không này lập tức sôi trào lên giống như bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ vụn căn bản không cách nào chịu đựng được cổ khí tức khủng bố này mà nhìn thấy một đạo hư ảnh này mình vì một tướng bất chấp lau đi máu tươi trên trán thiếu chút nữa bị bổ ra vội vàng quỳ xuống thân xác kích động mà ngay lúc hắn quỳ xuống những siêu thoát khác ở chung quanh cũng hoảng sợ quỳ sát xuống tâm thần rung động đây dĩ nhiên là một trong những cường giả mạnh nhất vùng đất bị vứt bỏ chủ nhân của cấm khu tử thần hắn đã hàng lâm đến đây cũng hết nội dung của tập này rồi cảm ơn mọi người đã xem hết video nếu thấy hay mọi người nhớ cho mình một like một đăng ký kênh và đừng quên để lại comment góp ý của mọi người nha